Alo, em chào tất cả anh chị em. Tối nay là hiệp 5. Em lên cho anh chị em áo thun của Mỹ à. Nhưng mà hàng đã qua sử dụng nha anh em, không phải hàng mới. Em khui trong lô này thì hàng Mỹ giá khác và hàng thường giá khác. Em lên anh chị em một cặp áo thun này. Số điện thoại của shop thì không thể nhắn được là 0911 337 139. Đó, đồng giá của nó là đều 400.000. Hai con rần ri giống nhau luôn. Hàng của Mỹ nha anh em. Hàng chuẩn của Mỹ luôn à. Có những cái thì có 100 cô tông nhưng mà có cái thì không có. Thì nó lẫn lộn luôn. Cặp này là 80 đến 90 kg. Anh em có thể chiều cao, cao là bằng bộ này này. Và 90 trên 90 cũng được luôn. Dài áo thì một con 72, một con 75. Một con 72, một con 75. Và bề ngang áo là 66 và 68. Ai chốt cặp này là chốt cho em mã 404. Tiếp cặp này em. Lá cây rừng. Con này nó hơi xấu này. Con này em bán giá tiền nha. Áo sau thì Army. Áo này thì 70-75. Nói chung áo này dành cho người thiệt sự rất là nhỏ, à, thấp. Em bán con đằng sau tặng con đằng trước đi. Nó là của Mỹ nhưng mà em bán như vậy cho anh em luôn này. Con này là dài 63. Dài 63. Và ngang áo là 64. Chốt cho em con này là 200. 200 tặng cái áo luôn. 200 tặng cái con áo kia luôn. Nó mỏng nhưng mà nó mát lắm ạ. Nhìn nó cũ nhưng mà nó không có cũ như mình nghĩ đâu. Rồi em lên tiếp một con này nha anh em. 70 đến 80 cân bận vừa. 70 đến 80 cân bận vừa. Mẹ nhìn con này. Đang lên video anh. 70 đến 80 ký nha anh em. Hàng chuẩn Mỹ luôn ha. Rồi con này là dài áo là 76 đến 78. À 76 đến 78 ký. À, anh Thầy ở đây đây rồi. Anh Thầy chịu ở đây rồi. Anh Thầy ơi. Rồi ngang áo của nó là 66. Ngang áo là 66. Chốt cho em con này là 406.000. 406.000. 66. Anh Thầy em bỏ ở đây. Em biết quế nào. À, wow. Tiếp một con này 90 đến 100 ký. Anh chìm. Ai 90 đến 100 ký chốt cặp này hàng của Mỹ này. Con này là dài 71 và 77. Hai cái nha, một con 71, con 77. Cái cổ em đo bề ngang này. Con này là 73 đến 75. 73 đến 75 bề ngang à. Ai chốt con này 350.000. 73 đến 75. Rồi. Tiếp một cặp này nữa nha anh em. Một lá cây rừng mà và một lông chuột. Một lá cây rừng và một lông chuột. Anh em 70 kg. Anh em 70 kg là vẫn ok. Con này 74 và 77 à. Dài áo 74 và 77 này. Cái con này lông chuột thì nó bị dơ ở đây này anh em. Bị dơ mấy cái bẹn này nha. Đó, nó dơ một chút nhẹ nhẹ như vậy. Em bán rẻ cho anh em ha. Rồi bề ngang của nó là 57 và 59. Rồi con này em sẽ bán cho anh chị em con này là 250.000. Mẹ ơi, mẹ quên chưa trồng trong xì à mẹ? Chưa.
250 năm mà 250. Mẹ đồng hành chắc rồi. Đúng rồi, mẹ bận quá đi ra bùi con, không được ở đây đâu. Mẹ mẹ không cho thì tặng rồi thì buồn ở ngoài đó nè. Rồi con này là 70 đến 80 kg. Con đằng sau thì có 70 75 kg rồi, con đằng trước này là 70 đến 80 kg. Dài áo là 70 và 74. Một con 70, một con 74. Thì cứ lên nhớ không biết à. Rồi ngang áo là 60 61. Chốt cho em cặp này 391 ngàn. 391. Chắc em lên video 5 video này thôi. Không lên nữa, lên nhiều quá rối à. Alo anh ơi, điểm cho em hả anh? Tiếp một cặp này nữa nha em. Con này nó bị dơ dơ một chút trước bụng này. Con lông chuột này nó bị dơ. Em bán một con tặng một con cho anh em nha. Nó bị dơ vàng vàng này. Nó bị dơ vàng vàng. Chút con này tầm 70kg. Dài 73. 70kg là bần vừa. Con này bình thường bán 200 ngàn con á. Rồi bề ngang của nó là một con 53, một con 56. Ai chốt cặp này cho em là 299 ngàn. 299 ngàn. Có một cặp này của nữ mà nhỏ này nha. Cặp này của nữ nhỏ nha, cực mát luôn. 50 kg. Nhưng mà em 55 em chơi là vô tư. 50 kg cho nó thoải mái à. Rồi. Em đo chiều dài của con áo này. Dài áo của nó là một con 56, một con 63. Con 56 và con 63. Ngang áo là 45. Chốt cho em con này mã 410. 410. Tiếp cặp này nữa nha anh em. À, tiếp cặp này lá gì đây này? Rằng ri. À. Cặp này thì cũng một con 70 và một con thì tầm 65, 67 kg thôi. Hàng của Mỹ hết à. Một con dài, một con ngắn, một con dài 64 và 70. Con dài 64 và con dài 70. Đồng giá của nó là em đọc giá là mã của nó à. Bề ngang là 52 và 54. Chốt cho em cặp này 409 ngàn. 409. Tiếp một cặp này nữa này. Rồi con này là 70, 75 kg. 80 kg thì hơi sát chút. 80 kg được luôn. 80 kg được luôn. Nếu mà đo ngang 60 là 80 được luôn. Em chị. Rồi dài 71 và 76. Dài áo 71 và 76. Dài áo 71 và 76 nha em. Ngang áo là 60. Rồi đúng 80 kg luôn. Ai chốt cặp này thì chốt cho em 410 ngàn. Tiếp cặp này nữa nha anh em. Cặp này 55kg. 55kg bần ok. 55kg bần ok. Của Mỹ thun nó mát nha. 55kg là bần ok. Cái thun của Mỹ nó cực đẹp luôn. Rồi dài áo của nó là 63. Dài áo 63. Ngang áo của nó một con 47, một con 50. Chốt cho em 412. Chốt mã 412. Tiếp một cặp này nữa nha anh em. Biệt kích Army. Con này là 70kg.
cao trên 1m7 bận vừa 70 kg, 73 và 76, 73 và 76. Bề ngang của nó, một con là 52, một con 57. Một con 52, một con 57. Chốt cho em 499 ngàn. Ừ. 52 đến 57. 70 kg. Rồi tiếp một cặp này nữa nha anh em. Em lên chỉ còn hai cặp nữa là hết hiệp tối hôm nay. Rồi một con thủy quân vàng, một lá cây rừng. Ừ. Cặp này thì tầm 70, 70 đến 77 kg. 70, con đằng sau này thì 75, con này 77 kg. 80 là cũng hơi sát sát chút, mà hình như được 80 phải. 80 không được đâu, con này anh em 80 đừng có bận. Rồi dài 79 và 73. Một con dài 79, một con 73. Một con thì vừa 80, còn con thì không có vừa. Rồi một con 58, một con 62. Ai chốt cặp này chốt cho em là 403 nghìn, 403 nghìn. Một cặp cuối cùng, một cặp cuối cùng 65 kg, 65 kg. Một cặp cuối cùng 60-65 kg vô tư hả? Thủy quân vàng 60-65 kg. Con này dài 70-71. Và ngang áo của nó là 52. 52. 60. 60 kg. 55 cũng bình phong rộng được, và 60 kg thì trung bình. Còn 65 thì nó hơi body. Ai chốt cặp này chốt cho em 408 nghìn. Rồi em xin phép cảm ơn tất cả anh chị em. Chúc anh chị em một buổi tối thật nhiều may mắn. Và ai xem video thì ưng mã nào là gọi ngay cho em mã đấy nha anh em. Và nhất định là anh em mà ủng hộ em thì mê giùm em lúc 7 giờ tối. Khoan, em chắc phải làm một video nữa. Em mới nghĩ em làm một video nữa nha. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em. Em tiếp tục làm một video nữa.